chúc chị Bông xin chào cả nhà nha. Thì cả nhà ơi, lâu lắm rồi em đã vắng bóng cái lô mà Mai sắn Mai tự quấn á cả nhà, gốc bứng. Thì hôm nay hôm tầm tháng 4 á thì em có giới thiệu với cả nhà là em rong lá đó. Thì cây hôm nay nó đã ra rất là xum xuê rồi cả nhà, rất là hay ha. Xum xuê hết rồi thì hôm nay em tiễn về để giao lưu với cả nhà mình nha. Thì em bắt đầu lên là cây mã số 1 nha cả nhà. Cây mã số 1 nó có cái bộ củ bộ đế tương đối to nha. Cái hoành ở đây là tới 17 và nó có một cái dáng bài nha cả nhà. Nó một cái dáng bài như thế này và cái thân nó cong lượn lên như thế này đây. Đây nó là một cái giống như đế thú nha. Đó, bên đây kìa, mọi người tưởng tượng như nó có một cái chân ha. Đó, một cái chân ở đây nha. Rồi, cái này nở xù luôn cả nhà. Cái này nó có cái hoành là 17, cao là 65 cả nhà. Và đặc biệt lô mai tự quấn bên em ghép rất là nhiều mắc bo nha. Cả nhà nhìn thấy này, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Nói chung là rất là nhiều cả nhà. Cả 9, 10 mắc bo luôn á. Cây này nó có cái chiều cao cũng cao mà cây thì cành nhánh xum xê hết rồi. Loại này chúng ta về lấy bo là vô tư luôn nha cả nhà. Đó. Rồi, cái này em bán cũng giá rất là hữu nghị nha. Chỉ có 1,4 triệu thôi cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Rồi, 1,4 triệu em bao ship luôn nha cả nhà. Đó, một cái cây mai quấn thật sự rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn, lấy bo xong rồi cái này là chúng ta chơi Tết rất ok luôn rồi đó cả nhà. Rồi, cây mã số 1 giá 1,4 triệu, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Có cái hoành là 17 và cao là tới 65 nha cả nhà. Ghép tầm khoảng 10 mắc bo ghép luôn. Và cả nhà ơi, thì cái này em sẽ đóng thùng xốp. Khi nhận hàng thì em có cho quý khách chúng ta kiểm tra hàng trước khi thanh toán ha. Cái mắc bo này nói chung nó cũng vững hết rồi. Tụi em cố gắng thì đóng hàng thật là chắc ha. Rồi, cây mã số 1 giá 1,4 triệu em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 2. Rồi, cây số 2 rất là đẹp nha cả nhà. Nó có một cái củ nở và một cái gốc thật sự rất là duyên. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, nó xít nè ha. Đó, đây, củ nở nha cả nhà. Cái củ này thì tầm khoảng 20 đến 20 mấy ha. Còn ở trên đây thì 13 nha. Đó, đây. Đa số cái hàng mai quấn bên vườn mai nhà em thì ghép với những cái tán thông nha cả nhà. Đó, em ghép những cái cây nó có cành nhánh như thế này nè. Có cái phong cao ha. Để khi mà cái cây nó dài á, cả nhà nhìn thấy nó xỏ xuống như thế này. Mai quấn thì thường nó xỏ nha cả nhà. Đó, đây cả nhà nhìn nè. Cái này lấy bo rất là nhiều luôn ha. Cây này ghép 1, 2, 3, 4. Nói chung là rất là nhiều mắc bo ghép nha. Còn cái củ thì tuyệt vời rồi nha cả nhà. Đó, củ nở rất là đẹp luôn. Rồi, em sẽ quay tổng thể cây mã số 2 cho chúng ta nha. Cây mã số 2 nó có cái củ là khoảng 20 mấy, cái hoành là 13 và cao là khoảng 56 nha cả nhà. Rồi, cây mã này á, thì mã số 2 này em bán với giá là 1,6 triệu nha. Cái củ nó rất là đẹp. Cành nhánh thì nó xum xuê hết. Loại này chúng ta nuôi tới Tết là nó xỏ xuống tới gốc luôn và coi là chơi bông rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, cây mã số 2 em bán với giá là 1,6 triệu, em sẽ bao phí vận chuyển đến nhà cho chúng ta luôn nha. Tiếp tục là cây mã số 3. Wow, cây số 3 cành nhánh rất là xum xuê rồi cả nhà. Này ghép cũng rất là nhiều mắc bo luôn nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6. Rất là nhiều mắc bo ghép, cả nhà nhìn thấy rất là ok luôn nha. Rồi, cây này nó có cái hoành là 13, cao là 63, cành nhánh nó rất là xum xuê rồi cả nhà. Rồi, em sẽ quay một vòng cho chúng ta cùng xem nha. Rồi, đây từ từ ha. Rồi, cành nhánh rất là nhiều nha cả nhà. Loại này Tết thì nó xỏ tới gốc luôn á. Rồi, cây mã số 3 này em bán với giá là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Mai tự quấn, hoa của nó thì Tết năm nay nó là đạt đỉnh luôn ha. 8 đến 12 cánh hoa rất là to luôn. Rồi, cây mã số 3 giá 1,4 triệu em sẽ bao phí vận chuyển nha. Loại này về chúng ta lấy bao vô tư. Rồi, sau đó chúng ta chơi Tết nha cả nhà. Tiếp tục là cây mã số 4. Wow, cây số 4 là một cây tán thông nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Em lựa với những cái phong cao như thế này ha. Nó có những cái cành nhánh như thế này. Ghép mỗi một cái nhánh như vậy thì đều được khoảng 2 mắt bo ghép. Để chi cả nhà? Cho cái cây sau này nó xỏ xuống nhìn rất là toàn luôn ha. Đây là cái bộ đế nha. Hoành là 14 cây... Rồi, cây này nó có cao là 14, hoành là 50 nha cả nhà. Cái gốc của nó đây nha. Đó. Rồi, em
em sẽ quay tổng thể cái này cho chúng ta xem nha. Rồi cái mã số 4 này em bán với giá 1,3 triệu thôi cả nhà, giá rất là hữu nghị luôn nha. 1,3 triệu em sẽ bao cuốn vận chuyển cho chúng ta luôn ha. À, rất là rẻ luôn nha. Cái này chúng ta lấy bò chơi tết đã luôn cả nhà. Rồi cây mã số 4 giá 1,3 triệu. Rồi tiếp tục là cây mã số 5. Trời ơi, cây mã số 5 này nó quắn y như cô gái tóc xoắn luôn cả nhà ơi. Đây nè, đó, cô gái tóc quắn, cô gái tóc xù, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đây nè, mắt bo ghép thì rất là nhiều, quắn thì cực quắn luôn nha. Cái này là cực quắn luôn á. Đây, đây cả nhà, đó, đây. Rồi, à cây này nè, một nè, cả nhà nhìn thấy cái mắt bo ghép đó, nó to vậy nè, đó. À tết này là có nụ chơi tết đã luôn nha. Rồi, à cây này là cây mã số 5, hoành là 11, cao là 55 nha cả nhà. Cây này cái phong cao nè, cành nhánh rất là xum xuê luôn, ghép mắt bo cũng rất là nhiều, cả nhà nhìn thấy rất là đều tàn luôn ha. Loại này thì em bán với giá 1,2 triệu nha. Rồi cây mã số 5 bán giá 1,2 triệu, bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Cây mã số 5, 1,2 triệu, à, cành nhánh rất là xum xuê rồi nha. Tiếp tục là cây mã số 6. Wow, cây số 6 là một cái cây thăng lắc uốn lượn như là một con rắn con rồng gì luôn cả nhà. Và cái bộ đế hình thú của nó rất là quái luôn đó. Ai thích cái loại quái này thì xin hãy liên hệ em nha. Qua cây này là cây mã số 6, hoành là 9, cao là 50. Hoành là em đó đây thôi cả nhà, còn cái cũ này là tầm khoảng mười mấy ha. À, cả nhà nhìn thấy rất là quái luôn nè. Rồi nó uốn lượn cái thân lên ha. Em quay tổng thể cho cả nhà mình cùng xem nè. Đó, cây này quá nghệ thuật rồi cả nhà. Rồi, cây này em bán với giá là 1,5 triệu nha. Xích cây đó ra chị hai cho anh ta. Rồi, cây mã số 6 này em bán với giá là 1,500,000. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Cả nhà nhìn thấy cây rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nó thân lắc đây. Rồi, uốn lượn y như một con rồng luôn cả nhà. Đó. Rồi giá 1,5 triệu em bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Tiếp tục là cây mã số 7. Rồi cây số 7 thì là một cái cây củ lực luôn nha. Cành nhánh cho cả nhà quá trời luôn nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Rồi ghép tầm khoảng 8, 9 đến 10 mắt bao luôn. Đó, cái cây này lấy bo đã luôn cả nhà. Đó, cây này nó có chiều cao là cái hoành là 13, cao là hơn 50 cả nhà. Cành nhánh thì rất là nhiều ha. Loại này. Rồi cây này em bán với giá là 1,3 triệu nha. 1,3 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Giá cũng rất là hữu nghị bình quân nha cả nhà. Rồi, cây mã số 7 này giá 1,3 triệu em sẽ bao xíu cho chúng ta luôn nha. Tiếp tục là cây mã số 8. Rồi, cây số 8 này rất là cao nha. À, cây cũ của nó đây. Cổ của nó là 14, cao là 80 cả nhà. Cây mã số 8 nha. Ờ, cao tới 80 cả nhà. Đó, cành nhánh rất là nhiều luôn. Loại này tết là nó xỏ đầy luôn á cả nhà. Rất là nhiều mắt bo ghép nha. Tán thông luôn ha. Nè, cả nhà nhìn thấy nè. Nồi nồi cục cục luôn nha, tán thông luôn cả nhà. Rồi, cây mã số 8 này em bán với giá là 1,8 triệu nha. 1,8 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Ừ, nói chung phí vận chuyển thì cái loại này em đóng trong thùng xốp nha, cho nên nó cũng rất là đảm bảo ha cả nhà. Thì em cho chúng ta thanh toán trước khi nhận hàng, ủa kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi giá 1,8 triệu, cây mã số 8 em bao phí vận chuyển luôn nha. Cây này quá trời cả nhà. Đó, cao tới 80 luôn nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 9. Wow, cây này là cây củ nở củ lực luôn đây cả nhà. Rồi cây này nó có hoành là 14, cao là 60. Rồi, rất là nhiều mắt bo ghép nha cả nhà. Nè, y như cô gái tóc quắn luôn nè. Cả nhà nhìn nè. Đó, cực kỳ đẹp nha. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, em sẽ quay tổng thể cây này nha. Quá là đẹp cả nhà ơi. Một cái lô may quán em tuyển toàn những cây đẹp nha. Rồi, cây mã số 9 này em bán với giá là 1,5 triệu nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Giá chỉ 1,500,000 em bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. À, thì vừa rồi em lên là 9 cây mai tự quán ha. Ai thích cây nào thì xin hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để bên dưới nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.